Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Like Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Mình là Ren. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Arc của bạn có nickname là BSM Alicia. Ok. Sim Alicia rồi không? Rồi Alicia có skin đâu? Sim mà không có skin là sim nửa mùa, sim part time, thề luôn. Nói vậy sợ bạn ấy buồn, nhưng mà đấy là sự thật, hiểu không? Ok, bạn này thì lên tàu được 1054 ngày. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 2 tháng 2 năm 2019. Hơn 1.000 ngày rồi, hơn 1.000 ngày thì chơi game cũng khá là lâu đấy. Học bài này thì nạp đến block 69.030 pha lê. 9.030 pha lê là nó rơi vào tầm khoảng 3 củ đúng không mọi người? 9 chia 3 là 3. Mọi người dạy mình là chia 3 đấy. Nhưng mà không hiểu vì sao cái video lần trước mình vẫn chia nhầm. Mà mình không hề chia bằng miệng, mình chia bằng máy tính mà không hiểu sao nó vẫn nhầm. Thôi thì thần đồng toán học biết làm sao bây giờ. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Ok, để xem dàn Valkyra của bạn này nhé. Ở đây thì mình thấy bạn ấy có còn thiếu một thiếu khá là nhiều Valkyra rank S ở đấy. Thứ trưởng Thunder chưa có à? PE bạn ấy không, lạ lùng nhỉ, bạn ấy đều bạn ấy không có cả PE lẫn Silverwing. Bình thường thì mình thấy người ta sẽ hoặc là có Silverwing hoặc là có PE, nhưng bạn ấy thì không có gì cả, không có gì hết luôn, và tàn cả mắm lửa luôn. 1.000 ngày. Oh, thiếu tàn những Valkyra chủ chốt của game thôi. Nếu mà theo người chơi hệ meta thì có vẻ là hơi thọt. Ok, vậy thì mình sẽ show từ Kena cho mọi người xem nhá. Đầu tiên là Ranger, Ranger thì bay rồi. Top mèo mid blank và bot Leo xanh. Hơi chơi tuyệt vời thì bạn này có cải quốc khá là thơm. Lên được SS có cây vùng đất turbo vĩnh kiếp với lại full set Sirin Faken, Sirin Staker các thứ. Hơi chơi tuyệt vời thì 2S, không biết là bạn này có hơi chơi xem tiền chưa. Cầm hơi chơi tuyệt vời lâu lâu gọi là đi chơi, gọi là đi thay đổi không khí một chút. Lightning Queen thì bạn ấy cày được khoảng 45 mảnh, thiếu 5 mảnh nữa là bạn ấy lên được 3S rồi. Jin đâu, chắc là bạn ấy lắp Jin Zenta đúng không? Ok, cầm là trọng từ bài tràm level 65 với lại full Jin hoặc là top mid Jin mod new. Ok, khá là chấp nhận, nhưng mà hơi chơi Thunder với lại hơi chơi Flamesign thì bạn ấy đều không có luôn. Yamabuki Amon 3S, Beethoven, Hasobuni của bạn này thì có cải lên 2S, có cây bách thủ cự nhân cuối với lại mid boss Tyranir. Ok, thiếu một cái top với lại cây chấn nữa là bạn này full gear rồi. 2/4 chứ không phải 3/4 đâu. Sắp boss băng, hơi chơi Risen rank S2 nhưng mà không thấy lắp đồ, hình như là hơi chơi Risen ở chuồng hay sao ấy. Chưa có cây vùng đất chân lý, nhưng mà chắc là mình nghĩ là bạn ấy không thèm cày. Chứ bây giờ cày hơi chơi Risen thì đều gần như là free hết rồi, bây giờ hơi chơi Risen cày được nhá. Chấn cũng có thể lấy được trong shop space nhá. Và full Zed Anna thì mọi người cũng có thể cày được trong shop bản tự hư cảnh nhá. Bây giờ là hơi chơi Risen là cày được free. Từ chấn xong rồi top nghi bớt đều cày được hết. Có mấy Silverwing thì bạn ấy thì không có được thôi. Himiko thì sao? Bài ấy, hai ấy. Ok. 1.000 ngày để xem nhân phẩm như thế nào. Full set thủy kính nhưng mà chưa có cây cánh chiều thân thật. 3S Saki Fire chấn với lại top kit Jin, full Jin Terry Di vật thứ 11 level 65 với lại top mid Guta bot Isaac Newton, thì top Cecilia Tố Nguyệt, Luna có skin rất là đẹp, đẹp quá mọi người ơi. Fugua thì sao? Fugua thì bài S này hơi chơi xem tiền bạn ấy Ron luôn. Hơi chơi xem tiền của bạn ấy S1 30 mảnh. Wow, 30 mảnh luôn. Ghê thế, sao cày hơi chơi xem tiền ghê thế mà không có đồ? Ủa là sao? Thật sự nè, mấy thanh niên chả hiểu sao cày lên cày rank lên rất là khủng khiếp, lên tầm độ S1, S2, thậm chí là lên được SS luôn, nhưng mà không có đồ. Thật sự là mình nghĩ là nên ưu tiên department với thánh trước, chấn trước, còn mấy cái rank kia thì rank S0 cũng được mà. Chỉ có một vài Valkyra là bắt buộc mới lên được tầm lượng mức rank SS thì mới dùng được thôi, đâu phải là tất cả đâu. Vân mặc đăng tâm S0, nhưng mà chưa có cây DC Comics đúng không? Ok, chưa có DC Comics nhưng mà được cái là full set full mark rank rồi. Cái set đấy thì cũng FIP nốt, cày được free thôi. Spina Atera rank SS mấy ta? SS0 thôi, 1260. Cây chấn thì mới nâng lên level 55, thậm chí là còn chưa nâng max. Fallen Rose Mary thì cày lên SS2 rồi, có cây diễn vĩ level 65 với lại full set Iron.
support điện rất là mạnh, Arena Artemis skin. Nói chung Arena Artemis của bạn này thì có skin. Đấy, rồi, nice, đẹp nhỉ mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Mình thấy đẹp vãi chưởng ấy, thật sự luôn. Bởi vì mình không không mình không không thích Rita tóc ngắn, mình thích Rita tóc dài cơ. Mặc dù bộ này thì vẫn là tóc dài nhưng mà nó có thêm hai cái bím tóc này trông nó kiểu eo nó tôn dáng cực kỳ luôn, nên mình thật sự rất là thích luôn, rất là thích đúng gu. Ở đây là Yae Sakura, mình không hề buồn nha mọi người, mình sâu ạc luôn, rất là vui. Ui dồi ôi, biển cái gì đấy, cài lên khúc hát đêm lên level 65 với lại full Zedana có cài lên 2S luôn. Sai lầm tuổi trẻ là đây, cao meta lâu lắm rồi. Con ghẻ của Ai-chan đấy, không biết là sắp tới Kailen có thêm giáp mới không chứ chờ hơi mệt nha, mình chờ lâu lắm rồi đấy không thấy Kailen có giáp mới. Đặc công Blueberry, ok bạn ấy làm giá treo điệu máu, lắp thêm top mid Jin bot new là quá là chuẩn sách giáo khoa rồi. Bỉ ngạn song sim của bạn này thì có cửa bỉ ngạn kết nối với lại full set Alampue, chắc là bạn ấy full gear từ khá là lâu rồi nhưng mà bây giờ thì cũng out meta rồi. Điên cho ra cảm ơn thương quán tinh xa nhân mã level 65 với lại full set Shakespeare trip. Ok, arc của bạn này thì chưa có Palatinus, Blazing Hope thì sao? Fischl, Fischl của bạn này thì có cài lên Baya rồi, có cây điệu van ban đêm với lại full set Wang Jianji full gear support. Support gì ta? Support điện rất là mạnh luôn. Elysia của bạn thì cũng có cài lên SS3 1444, cây hoa của quá khứ thơ tình level 65 với lại full set Elysia. SS3 chắc chắn là sẽ rất là mạnh nhưng mà sao tấn công có 1.400 nhỉ? 13-15 màu 2-2-17 và cái gì đây? 2-2-12 10-12 là khá là thấp đấy. Bình thường nếu như cái này cũng khá là thấp này, 13-15 hơi bị thấp một chút. Đây là lực tấn công, nếu như bạn ấy tẩy, nếu như bạn ấy lấy khoảng tầm độ đầu 2 hết thì chắc là mình nghĩ là bạn ấy có thể lên được tầm độ 10.500 gì đấy. Elysia SS3 cơ mà. Ok, Mobius thì ra Mobius có Ron được ra nhân vật, có Ron được ra cây chấn nhưng mà chưa có chấn cái gì, chưa có Lanius nên là bạn đang lắp full set Hender. Ồ, nhưng mà chắc là mình nghĩ sẽ không thể nào bằng được với lại cái set Lanius đâu. Oslock đâu? Ồ, Raven không có Oslock nè mọi người, không có đồ. Pardoferis có cái top Pardoferis có hẳn cái top Paganini. Thôi không có chấn, không có mít thì không có dùng được đâu. Cái top nó thật sự nó rất là phế luôn đấy. Padoferit, Padoferit bản này không có cày. Không cày luôn mọi người, không có gì hết luôn. Mới chỉ đánh S0 thôi, Amponia cũng có ron được ra. Có cây chấn cũng bạn ấy thì thôi thì nông dân cũng ron được ra cây chấn an ủi. Đang lắp mít Zeno hoặc là full top bot. Nếu như lắp set này thì Fischl lấy cái gì để support? Không có luôn. Eden thì Eden vừa nãy mình thấy bạn này full Hender rồi. Eden 2S có cây Echo Paradise với lại full set Hender support cho Aponia hoặc là bất cứ ba Valkyria đám điện nào cũng được. Grisel là chính thức là ra chuồng gà không có cây. Ok, về khoản trợ chiến thì sao? Trợ chiến thì bạn này có Ron được ra chấn hồn ca 2 sao này. Skin này. Nâng đi bạn. Tại sao bạn không nâng? Phục Hy Thư. Ok, mới chỉ Ron được ra mỗi 2 trợ chiến thôi. Bạn này thì level 80 tháng rồi, khá là nhiều này. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 cây đã nâng max level và 1, 2, 3, 4, 4 cây mới đột vào siêu hạn chưa có nâng max. 14 cây là cũng gọi là đủ dùng được rồi. Không đến không quá nhiều mà cũng không quá là ít, nông dân mà. Chắc có vẻ thanh niên này số hơi nhỏ một chút. Ok, sẽ biết thánh thì đầu tiên là bạn này có full set Hender, full Rana này. Cái gì? Elysia, Wang Jianji, Midbot, Genio, Shakespeare, Trip, Alampoe này, à nhầm, cái gì nhỉ, Iron, Dicken, Anna, top, mid, bot, rồi bạn này full 2 set Anna luôn, Thủy Kính, Brock, Fulham, Magreb, Alampoe, Defact, top, mid, Guta, à không phải đâu, bạn này có 2 cái bot new rồi, sorry, 2 cái bot new chứ mình tưởng chơi khoảng 1.000 ngày mà lại chưa có cái bot new nào thì lại thấy hơi sai. Ok, để xem là chỉ trường ký ức thì tuần trước bạn ấy xếp hạng ở 20.44%, tổng được 102.486 điểm, đang ở khu cuối level 81 đến level 88. 29.760 điểm, 29.000 điểm là hơi thấp đấy, Hopatus 28.000 điểm. Và BK, Boss BKE
thì bạn ấy đánh được 44.032 điểm, cũng khá là thấp. Thấp mà mọi người, bây giờ mấy con boss này ấy, đánh nó rất là dễ luôn. Dễ cực kỳ. Và bạn này thì bị trừ cúp và trừ mất 100 cúp. Không trụ nổi sen đỏ luôn á. À đây đang ở sen đỏ là 1.580 cúp. Cũng kiểu số phận là lên xuống gì đấy. Ok. Lên xuống. Khó mà trụ nổi sen đỏ nếu như gặp một con boss nó bị khắc hệ thuộc tính. Ok, mọi người, chắc là mình sẽ đến với arc thứ hai đây.